Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trong đêm 23, rạng sáng 24 tháng 7, các địa phương trong tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn. Theo Công an tỉnh Sơn La, trong đêm 23 tháng 7, tại khu vực thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nước lũ trên suối Nậm Pàn cuồn cuộn đổ về, gây ngập nhiều ngôi nhà dọc hai bên suối. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Tây Bắc ngày 24 tháng 7, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 120mm trở lên. Tại các trạm đo, ghi nhận lượng mưa 210,3mm ở trạm khí tượng Sơn La. Xã Trường Đen 166,4mm, Trường Cọ 153mm. Tại huyện Thuận Châu, các xã Trường Ngàm 196,2mm, Bản Lầm 176,4mm. Tại huyện Mai Sơn, xã Trường Nơi 190,6mm. Ghi nhận tại huyện Bắc Yên, ở điểm đo các xã Hua Nhàn 150mm, Mường Khoa 147,6mm, huyện Vân Hồ tại km 46 292,4mm, xã Tô Múa 282,4mm. Các xã Mường Bang và Bắc Phong, huyện Phú Yên ghi nhận lần lượt 124mm và 108mm. Xã Nậm Ti, huyện Sông Mã có lượng mưa 175,4mm. Mô hình đất ẩm cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phú Yên, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nước lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm nhấn chìm nhiều tuyến đường ở thành phố Sơn La. Có nơi nước ngập hơn 1 mét khiến người dân vội vã chạy lụt, sơ tán. Thiệt hại bây giờ ao cá với đi nhà, hai cái nhà, một nhà sàn làm bếp ấy, xong là nhà xây ở đấy thì bây giờ không biết nó trôi như nào. Giờ hiện tại nước nó đang lên ngập hết rồi. Mong muốn đảng nhà nước thì giúp đỡ bà con với thì gia đình thiệt hại rất là nhiều. Mưa to là quá là 3 rưỡi thì nó chưa lên. Thế là 4 giờ thì bắt đầu nước nó mới ngập lên. Thế là toàn dân là mình ở đây thì hầu như là nhà nào cũng thiệt hại hết. Riêng nhà mình thì là hơn 1.000 ruộng lúa này với mấy trăm khoai lang để chăn nuôi này với vườn chuối này là đi hết. Còn một số là ao cá các thứ ở xung quanh đây là cũng thiệt hại hết. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phú Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu và thành phố Sơn La. Đặc biệt, chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa. Công an tỉnh Sơn La cho hay, trước tình hình mưa lũ phức tạp, nhiều đơn vị đã trực 100% quân số và huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xử lý cái nước để vào cái khu Bombay này. Cái thứ hai nữa là cái việc mà cái hồ Bản Mòng thì điều tiết cái hồ Bản Mòng. Đấy, để làm sao đó là cái đầu nguồn với cả cái khu vực dưới này. Cái thứ ba nữa là cũng là cái lực lượng của bốn tại chỗ của xã thì mỗi bản để xử lý các cái hàng cắt tơ. Đấy, và cái rác với cả những cái cây que đấy để làm sao đó nó thiêu các cái cửa để cho cái hạ du của dưới cái khu vực của Trường Chôm về mấy anh Xuyên này có cùng với cô có Pai này tùm với ở dưới cái khu vực mà ía đằng Nập Bàn để đảm bảo cho cái cuối nguồn này thoát rất là nhanh để nó rút toàn bộ cái nước. Theo dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp tục kéo dài, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công tác phòng chống thiên tai, thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân cảnh giác, theo dõi tình hình bão lũ, kịp thời có các biện pháp ứng phó. Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban của huyện, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn nhanh chóng kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại các khu vực có nguy cơ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn.
Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nông dân Online ngày hôm nay của chúng tôi là Việt Cường. Và tôi là Quỳnh Anh. Ngày hôm nay trên các trang báo mạng xã hội sẽ có những thông tin mới nào đây? Hãy cùng với chúng tôi cập nhật trong 15 phút tiếp theo của chương trình quý vị nhé. Thưa quý vị khán giả, ngày 25 và ngày 26 tháng 7 tới đây sẽ diễn ra lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không đợi đến ngày chính thức, từ những ngày vừa qua, hàng triệu người dân không ai bảo ai đã tự giác treo cờ rủ, làm thơ, viết bài trên các trang mạng xã hội hay đồng loạt thay ảnh vị Tổng Bí thư kính yêu lên khuôn hình đại diện trên các trang mạng xã hội Facebook để bày tỏ niềm tiếc thương. Thông tin được đăng tải trên tờ báo điện tử VnExpress. Từ hôm qua đã có rất nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An đến chùa để thắp hương tỏ lòng thành kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ghi nhận của các phóng viên sáng 23 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 50 Phật tử làm lễ cầu siêu trước di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm quận 3. Trước đó trong 2 ngày, khu nhà linh của chùa cũng đã đặt bàn thờ để người dân Phật tử đến viếng cố Tổng Bí thư. Lễ cầu siêu diễn ra trong hơn 1 giờ. Theo đại diện của chùa, việc tổ chức cầu siêu được thực hiện theo đúng nghi lễ Phật giáo như một cách để bày tỏ lòng thành tri ân những đóng góp cho đất nước của cố Tổng Bí thư. Sau lễ cầu siêu thì đông đảo Phật tử người dân trực tự vào chánh điện viếng người đã khuất. Nhiều bạn trẻ cho biết họ luôn theo dõi các hoạt động lãnh đạo của cố Tổng Bí thư và nhớ nhất về cuộc chống tham nhũng của người. Thưa quý vị, tưởng nhớ vị Tổng Bí thư gần gũi với nhân dân, trên các báo, các mạng xã hội những ngày này, rất nhiều những hình ảnh giản dị, thân thương của ông đã được chia sẻ và càng khiến cho người ở lại vừa xót xa, vừa thêm kính yêu một nhân cách lớn. Báo Dân Trí cũng đã cho biết bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gói bánh chưng tại nhà riêng vào dịp Tết 2019 lần đầu được công bố đã nói lên nhiều điều về một con người văn hóa giữ lấy nếp nhà. Dưới tiêu đề gói bánh chưng giữ lấy nếp nhà, bài báo cho biết ngày 27 Tết Nguyên đán năm 2019, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng vợ và hai cháu nội gói bánh chưng tại nhà riêng. Đây là một trong những bức ảnh lần đầu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phép công bố xuất hiện trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa ra mắt vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Vừa đây, giữa bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mái tóc bạc phơ trong bộ quần áo bình dị, tay gói bánh chưng, bên cạnh ông là người vợ Tảo Khang, bà Ngô Thị Mận cùng với hai cháu nội của một cháu trai và một cháu gái. Góc nhà của người đứng đầu Đảng và Nhà nước hiện lên đơn sơ, giản dị, đúng với con người và tính cách của ông. Từ mảng tường bong chóc, ố vàng, bộ lịch treo tường đến nồi cơm điện cũ, chậu nhựa, rổ xá, mệt, bằng tre đã nói lên rất nhiều điều. Bài báo cũng cho biết, Tết năm nào gia đình Tổng Bí thư cũng quây quần gói bánh chưng. Thưa quý khán giả, bằng nhiều cách khác nhau, người dân cả nước đã và đang bày tỏ lòng kính yêu tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam. Vâng thưa quý vị, và những ngày nay trên một số các trang mạng xã hội, nhiều bạn trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc cũng đã dùng những loại hình nghệ thuật độc đáo để tạo nên những bức chân dung vi sinh động vì Tổng Thống Bí thư của nhân dân. Và đáng chú ý là trong số này là những bức hình đã của người đã khuất được tạo ra từ nghệ thuật ánh sáng. Lấy cảm hứng từ chính sách ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghệ nhân Bùi Văn Tự đã ra tác phẩm Cây tre Việt Nam để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Để làm nên tác phẩm, anh Tự đã nghiên cứu tài liệu và lên ý tưởng suốt 3 tháng, cùng với đó là quy trình chế tác mất gần 1 tháng. Ngoài ra còn có một thanh niên đã thức trắng đêm tạo hình tác phẩm Tổng Bí thư. Anh là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1999 tại tỉnh Vĩnh Long. Anh Hưng chia sẻ, khi biết đến những giờ phút cuối đời, Tổng Bí thư vẫn tận tụy làm việc, em càng thêm kính trọng và tiếc thương Bác. Đây cũng là lý do khiến anh Hưng đã dành cả một ngày để tạo hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nghệ thuật sắp đặt ánh sáng. Tác phẩm này, anh Hưng đã mất gần 20 tiếng liên tục. Anh đã phải thức trắng đêm để có thể sớm hoàn thiện. Ngoài ra, anh Hưng cho biết thêm tác phẩm của mình được làm bằng chất liệu gồm giấy thùng cạc tông, ván gỗ thông tăm tre. Để mài mò làm được một tác phẩm hoàn chỉnh, trước đó thì anh cũng đã mất khoảng 5 tháng để tìm hiểu trên mạng Internet. Chàng trai 9X cho biết khó khăn lớn nhất khi làm một tác phẩm, chủ yếu đó chính là sự nhẫn nại. Khi tác phẩm hoàn thiện, anh Hưng đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và được rất nhiều người dùng Internet bày tỏ sự khâm phục cũng như là tán thưởng.
Vâng, và có thể thấy là điêu khắc ánh sáng là một cái trường phái nghệ thuật rất là độc đáo đúng không ạ? Và đây cũng là một trường phái nghệ thuật đã được thể hiện bởi sự kết hợp giữa điêu khắc truyền thống với nguồn ánh sáng cố định. Nếu như trước đây thì chiếc đèn đơn giản chỉ để chiếu sáng thì nay ánh sáng đã được coi như là một nghệ thuật điêu khắc, qua đó tạo nên những hình ảnh độc đáo bằng chính những phần bóng của vật thể đã được điêu khắc, và đã có khá nhiều những bức họa chân dung xuất sắc đã được tạo ra từ nghệ thuật này. Và cũng tôi cũng được biết là chiếc tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của anh Hưng thì cũng đã có một số những nghệ sĩ tạo hình vị sư minh tuệ rất là đẹp bằng kỹ thuật này đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, đã cận kề ngày 27 tháng 7, tức là kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong những ngày qua thì rất nhiều các địa phương trên cả nước họ cũng đã tổ chức các hoạt động để tưởng nhớ, tri ân đầy ý nghĩa. Thông tin được đăng tải trên tờ báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tối qua 23 tháng 7 tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp này. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và khoảng 1.000 đức chư tăng, chư tôn, tăng ni Phật tử cũng như là đông đảo người dân đã đến tham dự. Đại lễ cầu siêu kéo dài từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 tại các nghĩa trang trong toàn tỉnh Quảng Trị. Đại lễ cầu siêu được tổ chức tại Quảng Trị nhằm tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đại lễ cầu siêu cũng cầu cho quốc thái dân an, hướng đến những điều thật tốt đẹp vì hòa bình. Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về một truyền thống yêu nước, tri ân sâu sắc những công lao hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập hòa bình cho ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, xin được chuyển sang nội dung cũng đang được bà con đặc biệt quan tâm, đó chính là diễn biến thời tiết mưa lũ sau bão số 2. Lũ quét sạt lở nghiêm trọng đã khiến cho nhiều nơi ở vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La hôm nay được nhiều báo phản ánh, và thông tin có trên các báo sáng nay, mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó thì báo Tiền Phong cũng đã cho biết mưa kéo dài, lũ quét xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, công trình. Cụ thể là vào lúc 12 giờ ngày 23 tháng 7, nước suối Pu ở xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa dâng cao, gây ngập đập đàn, cuốn trôi hai ngôi nhà tạm, nhiều diện tích hoa màu, cá nuôi cũng đã cuốn lồng của người dân cũng đã bị ảnh hưởng. Còn tại huyện Quan Sơn, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7, mưa lũ sạt lở đất đã làm nhà ở các công trình phụ, tài sản của 3 hộ dân, các xã Nam Mèo, Trung Tiến đã bị hư hỏng. 5,68 hectare lúa hoa màu bị thiệt hại, gần 1.200 m2 diện tích nuôi thủy sản đã bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 500 kg cá. Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn của các xã Nam Mèo, Mương Mìn và Sơn Thủy cũng đã bị hư hại. Cũng liên quan đến đợt mưa lũ trước, trong và sau cơn bão số 2 vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đang tiếp tục gây mưa khắp khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thông tấn xã Việt Nam có bài viết, mưa lũ gây sạt lở, ngập úng tại một số huyện ở tỉnh Sơn La. Thông tin bài báo này cho biết, từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7, trên địa bàn các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Mường La, Bắc Yên, Sông Mã, Xớp Cợp, Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn của Sơn La đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Ghi nhận trên địa bàn huyện Bắc Yên xảy ra các đợt mưa lớn, khiến một số nhà dân tại xã Tạ Khoa bị ngập nước. Điểm trường mầm non Bản Khoa, xã Mường Khoa, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mường Khoa bị ngập sâu, 4,48 hectare lúa bị đất đá vùi lấp, một số tuyến đường liên bản liên xã khu vực này bị ngập nước, sạt lở lớn. Tuyến đường dự án xây dựng cải tạo nâng cấp đường quốc lộ 37 thuộc huyện Bắc Yên với quốc lộ 279 thuộc huyện Mường La bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại huyện Vân Hồ và các xã Mường Men, Chiền Khoa, khu vực bản Bó Mồng, xã Tô Múa, quốc lộ 6 qua khu vực bản Co Chàm, Co Lóng, xã Lắng Luông, nước lũ tràn qua đường và sạt lở nhiều mét khối đất đá, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân nơi đây. Và thưa quý vị, và cũng về nội dung này thì phóng sự truyền hình trên báo Tuổi Trẻ cũng đã cho biết, hoàn lưu bão số 2 đã tiếp tục gây mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và kéo dài đến đêm mai, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở đô thị. Còn trên trang VTC News sáng ngày hôm nay cũng đã đưa thông tin là nước lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm, nhấn chìm nhiều tuyến đường ở thành phố Sơn La, và có nơi thì nước đã ngập hơn 1 mét, khiến cho người dân vội vã chạy lụt và sơ tán. Thông tin cũng cho biết thêm, từ đêm ngày 23 tháng 7 đến sáng ngày 24 tháng 7 tại thành phố Sơn La xảy ra mưa lớn trên diện rộng, làm cho nhiều khu vực cũng như tuyến đường trong thành phố ngập nặng. Khu vực đường Trường Chinh, khu Vincom, đường Hoàng Quốc Việt và đường Giảng Lắc đã bị ngập sâu và giao thông ách tắc, nước tràn vào nhà dân và có đoạn đã nước dâng cao 70cm cho đến là 1m ạ.
Cũng xin được chia sẻ thêm là cơ quan khí tượng dự báo là ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 180mm, nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh. Cụ thể tại Lào Cai, các địa phương cần đặc biệt chú ý bao gồm Sa Pa, Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Yên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lai Châu. Các địa phương cần đặc biệt chú ý bao gồm Mường Tè, Tam Đường, Tân Quyên và Than Quyên. Tỉnh Điện Biên, các địa phương cần đặc biệt chú ý bao gồm Mường Nhé, thị xã Mường Lây và huyện Nậm Bồ. Vâng, ngoài ra thì tỉnh Sơn La, các địa phương cũng cần chú ý bao gồm thành phố Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Phú Yên, Bắc Yên, Sông Mã và Sốp Cộp. Tỉnh Hòa Bình, các địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý bao gồm Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc và huyện Yên Thủy. Tỉnh Yên Bái cũng cần chú ý đặc biệt đến các huyện Mù Cang Chải. Tỉnh Phú Thọ thì cần đặc biệt chú ý đến các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn và Thanh Thủy.